tiến độ xây dựng sân vận động Gelora Daha Jayanti đang diễn ra khá nhanh. Sân bóng mới tại Kediri Regency đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc. Nhiều hạng mục xây dựng đang được thi công đồng thời. Trên khán đài, việc lắp đặt dàn mái đang được thực hiện ở khán đài phía đông và phía tây. Trong khi đó, một số khu vực khán đài đã được sơn màu đỏ và trắng. Khán đài Gelora Daha Jayanti được làm khá cao so với mặt sân. Mục đích của điều này có thể là để hạn chế khả năng tiếp xúc của các cổ động viên với cầu thủ, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Mặt cỏ sân vận động Gelora Daha Jayanti đã được lắp đặt một phần và đang được chăm sóc, phần mặt sân còn lại đang dành cho các máy móc phục vụ thi công, sẽ được lắp đặt sau khi hoàn thành các hạng mục trên khán đài. Phía ngoài sân vận động, các tấm họa tiết trang trí mặt tiền cũng đang được lắp đặt. Sân vận động mới tại Kediri này là sân vận động dành riêng cho bóng đá có sức chứa 15.000 khán giả. Công trình dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 12 năm 2023 và chính thức hoàn thành toàn bộ sân vận động trong năm 2024.